Thưa quý vị, ngày mùng 7 tháng 5, công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của người đàn ông được phát hiện tại một tiệm massage trên địa bàn. Trước đó một người đàn ông trừng 66 tuổi vào tiệm massage ở trên đường Quang Trung, phường 8 quận Gò Vấp. Sau khi vào được ít thời gian đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, nhân viên ở đây hốt hoảng phát hiện người đàn ông này có dấu hiệu bất thường ở bồn tắm trong tiệm massage nên gọi cấp cứu và công an. Cơ quan chức năng sau đó có mặt nhưng người đàn ông đã tử vong. Công an cũng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ. Ban đầu nạn nhân được xác định là ông DT, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, ông T được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Thưa quý vị mới đây, một vụ sạt lở do mưa lớn đã xảy ra tại lán trại thi công đường dây 500 kV mạch 3, đoạn qua phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh. Đang trú mưa tại lán trại, nhóm công nhân bất ngờ nghe tiếng động lớn, phát hiện một khối lượng đất đá đang cuộn theo dòng nước đổ xuống lán trại nên cả nhóm hô hoán và bỏ chạy. Vụ sạt lở do mưa lớn tại lán trại thi công đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua phường Kỳ Liên thị xã Kỳ Anh chiều ngày 6 tháng 5 đã làm 18 công nhân bị ảnh hưởng. Trong đó có 3 người bị vùi lấp, tử vong, 4 người bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. 11 người bị xây sát nhẹ được sơ cứu kịp thời. Anh Hoàng Đình Thủy, 33 tuổi, quê quán tại tỉnh Nghệ An. Một trong những công nhân may mắn thoát chết trong trận sạt lở núi với khuôn mặt chưa hết bàng hoàng run rẩy khi kể về giây phút đối mặt với cái chết. Anh Thủy nhớ lại, chiều cùng ngày thời tiết mưa lớn kèm rông lốc nên anh cùng đội công nhân khoảng 18 người đang thi công đường dây 500 kV mạch 3 phải vào lán trại gần công trình để trú mưa. Vì mưa lớn không thể thi công nên nhóm anh đã vào lán để nghỉ ngơi. Khoảng 15 phút sau, nghe tiếng động lớn, một công nhân hét lên có sạt lở nên cả đội ra khỏi lán và chạy tán loạn. Cũng theo anh Thủy, lúc này mọi người đều hoảng hốt nên mỗi người chạy một hướng, sau khi chạy, anh tìm được một thân cây nên nhanh chóng trèo lên, tuy nhiên vẫn bị đất đá đổ xuống người khiến anh bị thương nặng. Ngay sau đó, anh được các đơn vị chức năng tiến hành sơ cứu, di chuyển ra khỏi hiện trường và đưa về bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh để cấp cứu. Vụ sạt lở khiến anh Thủy bị đa chấn thương và gãy ba xương sườn. Cũng như anh Thủy, anh Nguyễn Đình Thành Văn, 27 tuổi, quê quán tại tỉnh Gia Lai, được cấp cứu với tình trạng bị dập lá lách và đa chấn thương ở vùng tay chân. Anh Văn cho biết, khi đất đá đổ xuống, mọi người chỉ cố gắng để chạy. Bản thân anh cũng bị đất vùi nhưng bò ra được. Trong nhóm công nhân thi công có 3 người không may mắn bị đất vùi chôn và tử vong. Anh Nguyễn Đình Thảo, 32 tuổi, quê quán tại tỉnh Nghệ An, cũng là người may mắn thoát chết. Anh cho biết, lán trại của nhóm công nhân được dựng tại một khu vực cao bên cạnh một con lạch. Trước đó khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có trận mưa lớn kèm theo rông lốc. Thời điểm này trên đỉnh Trường Sơn, tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên có khoảng 20 công nhân, nhà thầu phụ thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 đang làm lán trại ở gần khu vực công trình để làm chỗ nghỉ ngơi cho công nhân. Thưa quý vị liên quan đến vụ hai vợ chồng bốc cháy trong căn nhà ở Bình Dương, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do xảy ra mâu thuẫn. Hai vợ chồng trên đã nộp đơn xin ly hôn và đang chờ tòa án giải quyết. Chiều ngày 6 tháng 5, trong quá trình điều tra, bước đầu cơ quan điều tra xác định anh QVB sinh năm 1991 và chị VTH sinh năm 1990 là vợ chồng hợp pháp, cùng có hộ khẩu thường trú tại đường NF5, khu phố 5, phường Tránh Phú Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hiện tại, chị H đã có đơn xin ly hôn với anh B gửi đến Tòa án Nhân dân thành phố Bến Cát. Trong thời gian chờ giải quyết ly hôn, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên đã tự thiêu. Đại diện Công an thành phố Bến Cát cho biết thêm, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5, Công an phường Tránh Phú Hòa nhận được tin báo của người dân về việc cháy nhà ở trên đường nửa F5. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Bến Cát đã chỉ đạo lực lượng đến hiện trường. Tuy nhiên, khi tới nơi, đám cháy trong nhà dân đã được dập tắt. Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ đã tử vong và người đàn ông được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bình Dương. Người phát hiện vụ việc đầu tiên là ông t sinh năm 1976, ở đối diện căn nhà xảy ra vụ việc. Theo lời ông L, khi thấy nhiều khói và lửa nên chạy tới cứu giúp và hô hoán nhiều người cùng tới hỗ trợ dập lửa. Sau khi chữa cháy xong, mọi người phát hiện người phụ nữ trong nhà nằm sấp dưới nền trong tình trạng đã tử vong. Người chồng nằm sấp kế bên còn cử động nên đã được người dân đưa đi cấp cứu. Trước đó vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện trong căn nhà trên đường nửa F5 một phụ nữ đã tử vong. Người đàn ông còn thoi thóp nên đưa đi cấp cứu. Công an địa phương sau đó đã đến phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương làm rõ vụ việc nữ du khách tố bị một nam thanh niên trong nhóm cho thuê mô tô nước ở khu vực Bãi Kinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đánh thủng màng nghĩ. Cụ thể, ngày 6 tháng 5, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ vụ việc. Ông Hoài cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã cử bà Phạm Thị Thanh Hường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, trực tiếp xuống khu vực xảy ra vụ việc để nắm tình hình và xử lý. Trước đó, mạng xã hội liên tục truyền tay nhau một bài viết của nữ du khách NGL đến từ Hà Nội bày tỏ sự bức xúc với thói côn đồ của một nam thanh niên trong nhóm cho thuê mô tô nước ở Bãi Kinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Nữ du khách này bày tỏ sự bức xúc khi đã mất tiền và bị tấn công. Cụ thể, bài đăng như sau. Vào khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 5, mình cùng hai bạn nam tới khu du lịch Bãi Kinh, Bình Hưng cạnh Casa Mea Hotel để tắm biển. Ngoài phí vào cổng 50.000 một người, bọn mình có thuê thêm thuyền súp với giá 150.000 một giờ. Tuy nhiên, nhân viên chỉ cho mình loại dùng loại súp không có dây buộc, không hướng dẫn trước khi sử dụng, nhất là khuyến cáo về an toàn khi trèo thuyền. Bạn mình đang trèo thì gặp gió lớn khiến súp bị lật thấy bạn bị sóng kéo vào khu vực vách đá hiểm trở cách xa bờ và bắt đầu kêu cứu, mình nhanh chóng chạy lên bờ tìm cứu hộ thì không có người trực mà thay vào đó là một tốp 5 đến 6 thanh niên tiếp cận offer thuê họ lái mô tô nước với giá 200.000 đồng ra để cứu người. Lo lắng đi kèm thời gian giải cứu cấp bách, mình đồng ý ngay. Tuy nhiên, thay vì lái mô tô ra đưa người trở về trước, họ bỏ mặc bạn mình chơi với tự bơi về bờ mà lái lướt qua đi lái súp sau đó nhóm du khách và một người trong đội mô tô nước xảy ra tranh cãi nhận thấy sự việc căng thẳng nữ du khách có lấy điện thoại ra quay lại để lấy bằng chứng bảo vệ bản thân thì bị một nam thanh niên bước tới và tấn công theo nữ du khách này sau khi sự việc xảy ra nhóm của chị đã cố gắng liên hệ với ngành chức năng địa phương để phản ánh vụ việc nhưng không được tiếp nhận giải quyết thỏa đáng sau khi trở về thành phố hà nội nữ du khách đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ chẩn đoán chị bị thủng màng nhĩ trái thông tin trên sau khi xuất hiện đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ đa số các ý kiến đều bức xúc trước hành động côn đồ của nam thanh niên nêu trên đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ xử lý nếu thanh niên này có vi phạm sau gần nửa tháng kết thúc phiên xét xử đối với bị cáo Trần Quý Thanh và hai con gái, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tống đạt bản án sơ thẩm đến các bị cáo người liên quan. Do các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, nên hội đồng xét xử tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ là vợ của ông Trần Quý Thanh. Theo bản án sơ thẩm qua xét hỏi tranh luận tại phiên tòa, các bị cáo Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có căn cứ kết luận về bản chất của vụ án, các bị cáo đã có hành vi bằng giao dịch dân sự về vay tài sản, vay tiền đối với các bị hại gồm Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Trung và Đặng Thị Kim Oanh là không trái luật. Tuy nhiên để đảm bảo cho khoản tiền vốn vay, tiền lãi phát sinh, các bị cáo cùng các bị hại đã thỏa thuận ký kết các hợp đồng về việc chuyển nhượng tài sản, quyền sử dụng đất, cổ phần của dự án. Đây là các hợp đồng giả tạo trái pháp luật. Sau khi đứng tên trên giấy tờ chuyển nhượng, các bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các bị hại nên đã dùng thủ đoạn gây khó khăn, nảy ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán hoặc buộc người vay tiền phải trả thêm tiền lãi, tiền phạt không cho trả tiền gốc để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là hơn 1048 tỷ đồng. Căn cứ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quý Thanh 8 năm tù, bị cáo Trần Uyên Phương 4 năm tù và Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử cũng tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng tài sản được các cơ quan có thẩm quyền công nhận, được công chứng chứng thực cùng các giấy tờ đã giao kết có liên quan giữa các bị cáo và bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Cạnh đó, tòa không chấp nhận yêu cầu của bà Đặng Thị Kim Oanh về việc buộc ông Trần Quý Thanh phải bồi thường thiệt hại về lợi ích kinh doanh kể từ ngày bị chiếm đoạt tài sản với số tiền 531,3 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, bảo anh không có tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra, việc yêu cầu tính thiệt hại theo mức lãi suất 10% trên giá trị tài sản được định giá là không có cơ sở nên không được chấp nhận. Về dân sự, do các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên hội đồng xét xử tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ cho bà Phạm Thị Nụ, vợ bị cáo Trần Quý Thanh và là mẹ của bị cáo Phương Bích đã nộp lại để khắc phục hậu quả của các bị cáo. Ngoài mức án trên, mỗi bị cáo phải chịu án phí 200.000 đồng. Các bị hại cũng phải chịu tiền án phí, trong đó bị hại Lâm Sơn Hoàng phải chịu 223 triệu đồng, Nguyễn Huy Đông hơn 186 triệu đồng, Nguyễn Văn Trung hơn 142 triệu đồng và Đặng Thị Kim Oanh hơn 982 triệu đồng. Ngoài ra những người liên quan cũng phải chịu án phí, trong đó người cao nhất 173 triệu đồng, người thấp nhất 24 triệu đồng. Ngày 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, Đồng Nai cho biết, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra tại thành phố Long Khánh, khiến 568 người nhập viện khám và điều trị. Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra xác minh làm rõ. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, tổng số người nhập viện khám và điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc xảy ra tại cửa hàng bánh mì B, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, 568 trường hợp, đang điều trị 300 trường hợp, chuyển viện 11 trường hợp, 138 trường hợp đã được xuất viện, cấp toa thuốc 119 trường hợp. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ. Quá trình kiểm tra và làm việc, ghi nhận tiệm bán bánh mì trên phục vụ khoảng 1.000 chiếc một ngày, không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ trên và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tại đây có 4 người làm việc trực tiếp, không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe. Tuy nhiên, theo quy định cần chờ kết quả xét nghiệm của Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh để chứng minh hành vi bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm của chủ cơ sở kinh doanh trên. Ông Tăng Quốc Lập, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh cho biết, trong hơn 560 ca ngộ độc trên có những ca rất nặng là trẻ em. Vụ việc này có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, do đó căn cứ theo quy định tại Bộ luật hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh đã chuyển các hồ sơ xác minh bước đầu về cơ sở kinh doanh nói trên cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Khánh để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật. Trước đó như đã đưa tin, từ tối ngày 1 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Đồng Nai bắt đầu tiếp nhận và điều trị cho nhiều nạn nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì B, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh. Trung tâm Y tế, Phòng Y tế thành phố Long Khánh đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh đến khi có kết luận của cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp tìm nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhiều người sẵn sàng xông vào, xô sát với nhau, gây thương tích nặng. Mới đây, một vụ ẩu đả vừa xảy ra tại trung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khiến một nạn nhân bị đâm cục nằm dưới đất. Nguyên nhân có thể do xuất phát từ mâu thuẫn nhìn điều. Khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 5 tại khu vực vỉa hè trung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai thanh niên, hậu quả một người nguy kịch. Một số người dân cho biết thấy hai thanh niên ẩu đả, người dân còn chưa hiểu chuyện gì để vào can ngăn thì một người trong số đó đã bị đối thủ tấn công nằm dưới đất. Sau đó hung thủ bỏ chạy, trốn vào khu dân cư gần đó. Nhận được tin báo, công an phường Hoàng Liệt và công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu và khẩn trương truy bắt hung thủ. Thông tin ban đầu, nạn nhân bị dao đâm trúng ngực nhưng may mắn đã hồi tỉnh. Nguyên nhân ban đầu được cho là do nhìn đều nhau. Hiện lực lượng chức năng đang giả soát toàn bộ khu vực để truy bắt hung thủ. Cũng liên quan đến án mạng, giải quyết mâu thuẫn, ngày 6 tháng 5, Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bàn giao đối tượng Huỳnh Nhật Thịnh, sinh năm 2006, quê Cà Mau, cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Thịnh đi từ Cà Mau lên Bình Dương để đòi bạn 3 triệu đồng nhưng không được. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô sát, gây ra án mạng. Theo thông tin ban đầu, vào tối mùng 5 tháng 5, nam thanh niên Đỗ Quốc Dê, sinh năm 2006, thường trú tại Cà Mau, được người dân cùng lực lượng công an chuyển vào Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên cấp cứu với nhiều vết thương trên người. Tuy nhiên, sau thời gian cấp cứu, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Và cuộc điều tra bước đầu xác định nạn nhân Đỗ Quốc Dê đến Bình Dương làm việc. Trong thời gian ở thành phố Tân Uyên, có mượn của Huỳnh Nhật Thịnh 3 triệu đồng. Khoảng 20 giờ tối mùng 5 tháng 5, nạn nhân hẹn Thịnh đến đường Hội Nghĩa 09 thuộc phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên để trả nợ. Tuy nhiên, khi đến nơi thì cả hai xảy ra mâu thuẫn ẩu đả. Trong lúc xô sát, Thịnh dùng dao mang theo tấn công vào vùng ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ. Mới đây do có mâu thuẫn về mặt tiền bạc với một người đàn ông khác, nam thanh niên sinh năm 2006 ở Bình Dương đã bị tấn công tử vong. Liên quan đến vụ việc, ngày 6 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Tân Uyên đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên vào tối 5 tháng 5. Nạn nhân được xác định là DQG, sinh năm 2006, quê Cà Mau. Theo thông tin ban đầu, tối mùng 5 tháng 5, Dê được người dân cùng lực lượng công an địa phương đưa vào trung tâm y tế thành phố Tân Uyên cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do bị tấn công bởi hung khí. Do vết thương quá nặng, Dê đã không qua khỏi. Theo lời kể của một số người dân, trước khi xảy ra vụ việc, Dê đã có mâu thuẫn và xảy ra cãi vã với một người đàn ông khác. Người này đã dùng hung khí tấn công Dê liên tiếp rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra. Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đang tập trung truy bắt hung thủ và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong tại công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland ở phường Khánh Bình, thành phố Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Ngày 6 tháng 5, ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đang phối hợp cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Theo ông Tuyên, đối với trường hợp công nhân NCH, tự ý sử dụng xe nâng hàng có tải trọng 3 tấn để nâng chuyển kiện hàng, trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển chứ không phải anh hát. Việc làm này dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng khiến một người tử vong có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự do Cơ quan Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp xem xét. Đối với trách nhiệm của doanh nghiệp, ông Tuyên cho rằng, qua điều tra, nếu xét thấy doanh nghiệp có lỗi trong vụ tai nạn, thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị nạn, theo quy định của luật an toàn vệ sinh lao động, đồng thời sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động. Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 3 tháng 5, tại kho linh kiện của công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland, phường Khánh Bình, thành phố Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương, nhóm công nhân gồm anh TDK, NCH và TQN, bắt đầu làm thêm giờ. Công việc của các anh là nâng chuyển các kiện hàng lên kệ sắt. Lúc này anh hát tự ý sử dụng xe nâng hàng đang đậu cách đó khoảng 5 mét để nâng chuyển kiện hàng. Khi vừa khởi động, vận hành xe nâng hàng thì anh hát phát hiện xe đã bị mất phanh nên chi hô cho anh N và anh ca né tránh. Nghe tiếng chi hô, anh N chạy thoát được, còn anh ca không kịp né tránh nên đã bị xe nâng hàng chèn vào kệ sắt dẫn đến tai nạn chết người. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục 20 phương thức xét tuyển đại học năm 2024, đồng thời có một số lưu ý với thí sinh và cơ sở đào tạo. Chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Về cơ bản, 20 phương thức xét tuyển đại học năm 2024 không khác gì so với năm 2023 với những phương thức quen thuộc như xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông, học bạ, Xét tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét kết hợp giữa tuyển thẳng theo đề án và các phương thức khác. Trong 20 phương thức xét tuyển năm 2024 có đến 10 phương thức xét tuyển kết hợp như kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm thi năng khiếu để xét tuyển, kết hợp kết quả học tập cấp trung học phổ thông với điểm thi năng khiếu để xét tuyển, kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả học tập cấp trung học phổ thông để xét tuyển, kết hợp chính trị quốc tế với tiêu chí khác để xét tuyển. Cũng như một số năm trước, năm 2024, các thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http thí sinh chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông edu vn trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin về mã trường mã xét tuyển được cơ sở đào tạo công khai trong đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo để nhập cho chính xác các cơ sở đào tạo lưu ý, mã phương thức xét tuyển gồm 3 ký tự do cơ sở đào tạo tự định nghĩa nhưng phải tham chiếu với mã phương thức xét tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc có thể sử dụng mã phương thức xét tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc kết quả học tập cấp trung học phổ thông có sử dụng mã tổ hợp như xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi trung học phổ thông thì phải sử dụng mã tổ hợp xét tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Đối với các tổ hợp có môn năng khiếu, các môn năng khiếu NK1, NK2 là do cơ sở đào tạo quy định. Đối với các phương thức xét tuyển khác, mã tổ hợp gồm 3 ký tự do cơ sở đào tạo tự quy định. Chiều ngày 6 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đồng Nai đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Minh Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Trung Đăng Kiểm xe cơ giới 6001S, thành phố Biên Hòa. Các quy định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc, dưới sự chứng kiến của Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Trước đó, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 6001S bị bắt tạm giam. Sau đó, ông Lợi được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai giao phụ trách Trung tâm Đăng kiểm trên. Cùng ngày, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 601 s thông báo ngừng hoạt động từ ngày 7 tháng 5. Thời gian hoạt động lại sẽ được thông báo sau. Đây là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc sự quản lý của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, đóng tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Trung tâm này có 3 dây chuyền đăng kiểm với công suất khoảng 180 đến 250 lượt xe trên một ngày. Như vậy từ ngày mùng 7 tháng 5, tỉnh Đồng Nai còn 4 trung tâm đăng kiểm hoạt động là 6004D và 6005D thành phố Biên Hòa, 6002S thành phố Long Khánh, 6006D huyện Long Thành với tổng số 9 trên 14 dây chuyền. Riêng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6003S huyện Định Quán đã ngưng hoạt động từ nhiều tháng nay. Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cá nhân tổ chức khách hàng mua vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2024 đến nay, phản ánh thông tin tài liệu xác thực về việc đã phải mua vé máy bay giá cao so với quy định. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, thời gian gần đây, nhiều phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội phản ánh những thông tin nhiều chiều về việc giá vé máy bay tăng cao bất hợp lý, do đó lãnh đạo bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước kiểm soát chặt chẽ giá máy bay góp phần bình ổn giá đảm bảo hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo đúng chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ yêu cầu cục hàng không việt nam khẩn trương giả soát kiểm tra ngay công tác bán vé thực hiện kê khai niêm yết giá công khai minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không cùng với việc triển khai kiểm tra hoạt động bán vé kê khai niêm yết giá vé máy bay, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cá nhân, tổ chức, khách hàng mua vé máy bay các hãng hàng không Việt Nam thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2024 đến nay phản ánh thông tin, tài liệu xác thực về việc đã phải mua vé máy bay giá cao so với quy định tại thông tư số 17-2019-TT-BGTVT ngày 3 tháng 5 năm 2019, thông tư số 34-2023-TT-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải qua hộp thư phản ánh giá vé a còng caa.gov.vn, đề nghị nêu rõ họ tên hành khách, số điện thoại liên hệ, hành trình vé, giá vé, hình ảnh hóa đơn chứng từ, biên lai like chuyển tiền nhằm góp phần nhanh chóng làm rõ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm nếu có. Theo thông tư 34-2023-TT-BGTVT, ngày 30 tháng 11 năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, các đường bay có khoảng cách dưới 500 km có mức giá trần 1.600.000 đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1.700.000 đồng một vé một chiều với các đường bay khác. Với đường bay từ 500 km đến dưới 850 km có mức giá trần 2.250.000 đồng một vé một chiều. Đường bay có khoảng cách từ 850 km đến dưới 1.000 km có giá vé tối đa 2.890.000 đồng một vé một chiều đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km có giá trần 3 triệu 400 ngàn đồng một vé một chiều và đường bay có khoảng cách từ 1.280 km trở lên 4 triệu đồng một vé một chiều. Mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không, bao gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý, khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm. Trước đó, theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải từ đầu năm 2024 đến nay, giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay, giá đã bao gồm thuế phí của các hãng hàng không Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ 2023, tuy nhiên vẫn luôn đảm bảo rằng nằm trong khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách theo quy định hiện hành phía cục hàng không Việt Nam cũng nhìn nhận giá vé máy bay của các hãng bay Việt tăng nằm trong xu hướng chung trên thế giới do chịu tác động bởi các nguyên nhân chính gồm giá nhiên liệu tăng cao, tranh lệch tỷ giá ngoại tệ, việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất Pratt Whitney PW tác động đến giảm đội máy bay khai thác trên thế giới, việc tiếp nhận các máy bay mới và chi phí bảo dưỡng máy bay dừng khai thác tăng, giá thuê máy bay tăng cao, tình hình cung cầu vận tải hàng không. Chiều mùng 7 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi thông tin nhanh về tình hình triển khai tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoài Nam cho biết, năm học 2023-2024, tổng số học sinh lớp 9 dự kiến tốt nghiệp trung học cơ sở là 114.601 học sinh, tăng 2.602 học sinh so với năm học trước đó. Hiện nay, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 115 trường trung học phổ thông công lập là 71.820 chỉ tiêu, tăng 800 chỉ tiêu so với báo cáo trước đó, do tính thêm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của hai trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa và phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, năm học 2022-2023 có 6.989 hồ sơ trúng tuyển nhưng không nhập học. Năm học 2023-2024 có 6.093 hồ sơ ảo, trong đó chỉ tính riêng năm huyện ngoại thành năm học 2022-2023 có 2.950 hồ sơ năm học 2023-2024 có 2.156 hồ sơ một số trường có số lượng hồ sơ ảo cao trong năm học 2023-2024 như trung học phổ thông Phong Phú 364 hồ sơ trung học phổ thông Đa Phước 347 hồ sơ trung học phổ thông Trung lập 173 hồ sơ Cần Thạnh 161 hồ sơ, Trung học phổ thông An Nhân Tây 131 hồ sơ. Đối với khu vực nội thành năm học 2022-2023 có 4.039 hồ sơ ảo, năm học 2023-2024 có 3.937 hồ sơ ảo. Trong đó một số trường có số lượng hồ sơ ảo cao như Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh 266 hồ sơ, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng 203 hồ sơ, Trung học phổ thông Ngô Gia Tự 135 hồ sơ. Trên cơ sở đó năm học 2024-2025 năm huyện thành giảm 1.990 chỉ tiêu, huyện Bình Chánh 735 chỉ tiêu, huyện Hóc Môn 595 chỉ tiêu, huyện Củ Chi 405 chỉ tiêu, huyện Nhà Bè 90 chỉ tiêu, huyện Cần Giờ 165 chỉ tiêu, thành phố Thủ Đức và 16 quận còn lại giảm 3.334 chỉ tiêu so với năm học trước. Trong đó, một số trường trung học phổ thông có điểm chuẩn đầu vào ở tốp đầu và tốp giữa giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh so với năm học trước như trung học phổ thông Bùi Thị Xuân Trung học thực hành Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông Nguyễn Công Chứ, nhóm các trường Trung học phổ thông tăng chỉ tiêu gồm Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, Trung học phổ thông Mạc Định Chi, Trung học phổ thông Nguyễn Du. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận định công tác tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập vẫn giữ ổn định so với mọi năm, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh được giao trên cơ sở sát với tình hình thực tế nhập học của học sinh do đó việc lập kế hoạch giao chỉ tiêu được điều chỉnh để tránh tình trạng hồ sơ ảo giao chỉ tiêu sát với tình hình điều kiện cơ sở vật chất đội ngũ của các trường trung học phổ thông công lập Căn cứ vào kết quả tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025, cụ thể là sau khi kết thúc giai đoạn đăng ký nguyện vọng, 17 giờ ngày 12 tháng 5, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giả soát để bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh đối với những trường còn lại, điều kiện cơ sở vật chất phòng học mà thực tế có thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều hơn chỉ tiêu được giao. Ngoài ra, dựa trên số lượng hồ sơ nhập học tại các trường chưa đủ so với chỉ tiêu được giao, Sở Giáo dục Đào tạo xây dựng phương án tuyển sinh đợt 2 phù hợp với tình hình thực tế của từng trường trung học phổ thông nhằm đảm bảo đủ chỗ học cho các con em trên địa bàn. Những cuốn nhật ký, ảnh cá nhân, giấy chứng minh, kỷ niệm trương kháng chiến, giấy khen của các liệt sĩ gửi lại quân đội từ 70 năm trước để đi chiến trường B được Bộ Quốc phòng trao trả cho thân nhân các liệt sĩ. Chiều ngày 6 tháng 5, Cục Chính sách Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ bàn giao di vật kỷ vật cho thân nhân gia đình bầy liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo đó, các di vật, kỳ vật của các liệt sĩ được bàn giao cho thân nhân, gia đình gồm giấy báo tử, sổ tay, ảnh cá nhân, giấy chứng minh, giấy chứng nhận thành tích, kỷ niệm trường kháng chiến, giấy khen, thư cá nhân, tất cả đều được cấp chứng nhận xác thực hơn 70 năm trước. Đây là kỳ vật di vật của các liệt sĩ gửi lại cho Bộ Quốc phòng trước khi lên đường nhập ngũ trên chiến trường B, giai đoạn từ năm 1948 đến năm 1954 và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đại tá hoàng tuấn hiền phó cục trưởng cục chính sách tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cho biết trong điều kiện chiến tranh kéo dài những kỷ vật này có lúc lưu lạc nằm tại kho lưu trữ của các đơn vị vừa qua các cơ quan liên quan tiến hành xác minh thông tin với mong muốn được các kỷ vật của liệt sĩ về với gia đình người thân việc này thể hiện sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với người có công với cách mạng góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của thân nhân gia đình liệt sĩ Đồng thời, những di vật kỳ vật của liệt sĩ sẽ góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau về lòng dũng cảm, tình yêu nước của thế hệ đi trước, qua đó ra sức phấn đấu để học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mới đây, năm em bất ngờ tiết lộ về tình hình được mời đi hát trở lại sau nhiều biến cố vượt qua. Cô cho biết bản thân không hề bị ế sâu. Cô từ chối nhiều sự kiện chỉ vì hai bên không thỏa thuận đứng mức ca như ý. Nam em hé lộ, chừng nào tôi đi hát, mà mấy phòng trà trà các xe đúng những gì công sức mình bỏ ra thì tôi nhận. Mình đi mình phải lấy lại được thì mới bỏ thời gian đi, còn không thì ở nhà hát livestream cũng được, có sao đâu. Nhiều người đánh giá là nam em ế sâu, nhưng mà thực sự không ế nha. Có sâu nhưng thỏa thuận giá cao không chịu thì thôi, chứ tôi không thể nào đi hát giá quá thấp được. Đồng ý, mặt bằng chung thì ai cũng phải đi ra đó, nhưng mình không cần, tôi không muốn phong bạt nữa, tôi hài lòng với tất cả những gì mình đang có. Sau biến cố, bạn trai doanh nhân và nam em đang khởi nghiệp kinh doanh online nước hoa tại Đà Lạt. Dù vướng vào nhiều tranh cãi trong lúc quảng cáo, nhưng doanh thu của cả hai có sự tăng trưởng khá ổn định. Cặp đôi hé lộ có thể kiếm được khoảng 1 tỷ đồng trên một tháng và đang dự định mua G63 vào cuối năm nay. Nhiều người chúc mừng cho khởi đầu mới thuận lợi của người đẹp quê Tiền Giang sau khi trải qua nhiều biến cố. Hiện tại nam em đang tạm ngưng hoạt động nghệ thuật.